Huy Hoài xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Huy Hoàng dẫn các anh chị đi tham quan đường Tân Sơn Nhì. Như các anh chị và các bạn cũng biết đường Tân Sơn Nhì và Tân Sơn Nhất thì nghe có vẻ giống như bà con với nhau, nhưng thật ra thì mọi người ở phương xa sẽ rất là nhầm lẫn khi mà Tân Sơn Nhì và Tân Sơn Nhất tên thì giống nhau, nhưng Tân Sơn Nhì thì ở quận Tân Phú, còn Tân Sơn Nhất thì lại ở phường 2 quận Tân Bình. Về vị trí địa lý của chúng thì cách xa nhau đến cả 7 cây số lận, cho nên là rất là nhiều người bối rối khi mà cứ tưởng là Tân Sơn Nhì và Tân Sơn Nhất là gần nhau. Huy Hoàng xin mời các anh chị và các bạn đi tham quan đường Tân Sơn Nhì. Huy Hoàng sẽ gửi một số cái hình ảnh cho quý vị và các bạn xem. Huy Hoàng hiện đang đứng ở bắt đầu vào đường Tân Sơn Nhì và đường Trường Chinh. Ngay đầu đường Tân Sơn Nhì, nhưng mà nó không là được đường Âu Cơ. Hướng đầu tiên các anh chị và các bạn thấy sẽ là cái hẻm số 26. Cái hẻm này nó nhỏ thôi. Còn mà nếu mà ở bên Tân Tuyển Quý mà hướng đó mà bị kẹt xe thì các anh chị các bạn vèo qua bên tay phải, nếu mà trong Bình Hưng Hòa đi ra. Còn nếu mà vèo tay trái thì nếu mà hướng đó là hướng ngã tư Tân Tuyển Quý đi vào. Ở đây có rất nhiều các cái đại lý cái số. Nói như anh chị các bạn thấy không? Một khúc khoảng cỡ 30 mét thôi mà rất nhiều đại lý vé số hai bên đường. Đó, anh chị các bạn cũng thấy là đại lý vé số rất là nhiều. Đó, anh này đang rút trong nè. Anh này đang rút trong xe nè. Rút riết là quen rồi anh ha. Nhưng mà cái này nó còn dễ cứu được chứ, nếu mà cái vành mà vành đúc là hết cứu luôn anh ha. Dạ. Nhưng mà nếu mà vành đúc mà nó bị méo có lấy là được anh. Lấy được là mình làm nguội à, mình ép nó xuống à. Có máy ép xuống anh. Dạ. Nhưng mà em thấy em thích xài cái dàn câm niềng như vậy nè. Nó đi nó êm hơn, nó đỡ tức đi vô đường dần nữa. Dạ. Nhìn thì nó thẩm mỹ đúng không? Nhìn thì nó là thẩm mỹ. Em ngồi chứ anh. Các anh chị và các bạn có rút công thì ghé ủng hộ anh. Ở ngay cái đầu hẻm, cái đường mà kẹt xe tắc người ta hay đi từ bên Tân Kiện Quý qua đó, ngay đầu Tân Sơn Nhì vô khoảng 50 mét là bên tay phải. Anh rút từ mấy giờ anh? 8 giờ đến 4 rưỡi chiều anh. Giờ trưa anh có nghỉ không anh? Hả? Còn đa số mình thấy mình bỏ lại ở đây xong rồi khoảng tiếng 2 tiếng quay lại lấy không? Ở bên tay phải của Y Hoàng có một cái hẻm 72. Cái hẻm này nó cũng thông là đường Âu Cơ đó các anh chị các bạn. Đây nè các anh chị các bạn, đây nó rất nhiều cái con hẻm để khi mà mình kẹt xe đó thì mình biết đường, mình kẹt ở bên Tân Kiện Quý thì mình chạy qua bên Tân Sơn Nhì, còn nếu mà kẹt ở bên Tân Sơn Nhì thì mình chạy qua bên Tân Kiện Quý.
đây là tiếp là cái hẻm 78 nữa, rất nhiều con hẻm này là hướng ra đường Tân Thiện Quý đó, anh chị các bạn thấy có mũi tên không? Đó là dự phòng cho khi mà mình kẹt đường đó thì có cái bảng hướng dẫn đó, mình đi theo đó để nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông. Ở đây còn rất nhiều các cái bụi tre, đất trống cũng rất phần nhiều, rất là nhiều các anh chị các bạn. À, các anh chị các bạn thấy không? Phía trong còn đất trống rất là nhiều. Bên kia là trường dạy nghề tiến bộ, dạy nghề lái xe, lấy bằng xe mô tô, ô tô, xe tải. Số 111 Tân Sơn Nhì. Còn đây là quán nhậu làng tre nè các anh chị, rất là nổi tiếng ở đường Tân Sơn Nhì. Rất là đẹp, ở trong toàn là thiết kế là tre với trúc không. Các bạn và các anh chị thấy nhà hàng Hòn Đất có 140 Tân Sơn Nhì này, mới trang trí lại rất là đẹp, mới gắn những cái dập những cái bông bằng sắt sơn xanh, nhìn các cái cánh hoa trang trí lại đó các bạn. Cái hồi trước kiểu dáng không có như vậy đâu. Đây có quán cà phê Home Coffee 153 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Với các cái tông thiết kế trang trí là màu xanh, nhìn rất là mát mẻ, sạch sẽ. Nhân viên cũng mặc áo màu xanh luôn. Bây giờ trời đang chuẩn bị chuyển mưa cho nên là không khí rất là mát mẻ các anh chị các bạn. Bây giờ là 11 giờ mà không có nắng, trời đang chuyển mưa.
Các anh đang sơn một cái hành lang rất là đẹp. Sơn rất là đẹp. Các bạn thấy một cái chính giữa nó có một cái bông giống như bông hướng dương dọc rất là đẹp. Bông nó bông hướng dương phải không anh? Chú cái bông này giống như bông hướng dương phải không chứ? Đúng rồi, bông hướng dương, nhìn nó rất là đẹp. Sắc sảo quá chứ ha. Cái này mình dọc bằng máy chứ mình đâu có gò tay được đâu mà chứ. Mình dọc máy đúng rồi. Đẹp quá. Các anh chị các bạn thấy khu vực này cũng vẫn còn rất nhiều đất trống này. Quý vị và các chị và các anh chị và các bạn, Huy Hoàng đã dẫn các anh chị và các bạn đến với đi đường Tân Trinh Nhì đến đường Nguyễn Cựu Đàm và Tân Trinh Nhì rồi các anh chị và các bạn. Còn khoảng cỡ 200m đổ lại thôi là bắt đầu đến đường Gò Dầu và Tân Trinh Nhì. Lúc này bắt đầu trời đang nắng lên rồi các anh chị các bạn. Đúng là trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa thất thường.
anh chị và các bạn ở phía bên tay trái chất lên phía trên của các anh chị các bạn đang xem, đó là chung cư Tân Sinh Nhì đó các anh chị và các bạn. Nó có hai mặt tiền, một mặt là hông mà các anh chị các em, mặt hông là các anh chị và các bạn đang xem này nè, nó là đường Tân Sinh Nhì. Còn cái mặt trước của nó là đường Chu Vĩnh Ký nối dài với lại đường Gò Dầu các anh chị và các bạn. Huy Hoàng dẫn các anh chị và các bạn gần sắp hết cuối con đường Tân Sơn Nhì rồi. Thật ra đường Tân Sơn Nhì nó còn đi về hướng Chu Vĩnh Ký với Tân Sơn Nhì, đó là về hướng ngoèo về cái vòng cua về nhà thờ Martin, đường Trần Hưng Đạo á. Còn phía ngã tư mình đang thấy đó là chuẩn bị đi tới, đó là ngã tư đường Gò Dầu, Chu Vĩnh Ký với lại đường Tân Sinh Nhì. Khu vực này hai bên đường bán Tân Sinh Nhì, khúc này là bán cà phê, bán cà phê rất là nhiều anh chị các bạn. Đó, các anh chị các bạn thấy không? Hai bên là bán cà phê rất là nhiều. Đang dẫn các anh chị và các bạn gần đến đèn đỏ của Tân Sinh Nhì với lại Chu Vĩnh Ký, Gò Dầu là các anh chị các bạn. Đây các anh chị và các bạn thấy, đây là chung cư, hai lớp chung cư của Tân Sinh Nhì đây. À, anh chị các bạn thấy không? Đây các anh chị và các bạn xem, đây là ngã tư của Gò Dầu đường Tân Sinh Nhì. Còn phía bên kia là thẳng tiếp nữa là về hướng nhà thờ Martin. Huy Hoàng xin chào các anh chị và các bạn. Vừa rồi là Huy Hoàng gửi với anh chị và các bạn một số các cái hình ảnh về con đường Tân Sinh Nhì. Sắp tới Huy Hoàng sẽ quay thêm một số các cái clip nói về các cái con đường ở thành phố mà tên của nó cũng có bà con với nhau, nhưng mà lại nhiều người là lầm tưởng, nhưng mà chúng lại cách xa nhau rất là nhiều. Ví dụ như là thì Bình Chánh với lại Bình Chánh chúng cũng có họ hàng với nhau, nhưng mà tưởng chừng như vậy, nhưng mà thật ra hai con đường, hai vị trí này địa lý cách nhau cả hơn 30 cây số. Rồi ví dụ như là cầu Thủ Thiêm với lại hầm Thủ Thiêm thì mọi người cũng là lầm tưởng nó là gần nhau, nhưng mà thật ra nó cũng cách nhau cũng khoảng cỡ cả 3 cây số. Rồi một vài cái con đường nữa mà Huy Hoàng sẽ cập nhật với quý vị và các bạn sau. Các anh chị và các bạn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của Huy Hoàng. Huy Hoàng thân ái chúc sức khỏe các anh chị và các bạn.